Thôi trời ơi chán quá, sáng giờ lướt máy tính mà không có gì coi á ta. Trời ơi cũng không có game gì chơi luôn, chán ghê luôn á. Hay bây giờ mình vào trong mini world mình chơi sinh tồn ta. Cũng được nha. Thôi nhưng mà chán quá. Quên nữa Phan, từ từ mình phải chào mọi người đã. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng em đã quay trở lại với mini world. Ok thì hôm nay là mình đang ngồi coi máy tính nè. Không biết là hôm nay có gì để quay cho anh em xem không ta. Chán quá luôn á, không có gì để quay cho anh em xem cả. Mà trong quá Phong ơi, chán quá Phong ơi. Bà bị điên á, bà làm cái gì bà vô phòng tôi bà làm sao vậy? Trời ơi, đừng đánh tôi. Câu này. Ê ê bà mà mới bị điên nha, bà vô nhà của tôi nè, bà không bấm chuông, bà không gõ cửa gì hết. Bà xông vào phòng tôi bà la làng âm sầm, bà tính làm cái gì vậy? Rồi bây giờ là rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào đây? Tự nhiên qua nhà tôi trời la nói âm sầm vậy? Trời ơi. Không thực sự là biết sao, tôi đi qua sắp đỏ tôi thấy một con thú cưng cực kỳ vậy, tới cực kỳ hay, cực kỳ đáng yêu luôn á. Nhưng mà tôi không có tiền, bây giờ tôi qua nhà ông tôi vay một ít tiền tôi mua thôi. Cái gì chứ, bà nói lại coi, bà nói nhanh cái tôi không nghe vậy luôn á trời. Trời ơi, ý tôi nói là cái lúc tôi đi qua cái sắp đỏ và cái sắp đỏ có ba ông thú cưng rất là cute. Nhưng mà tôi không có tiền, bây giờ tôi qua nhà ông tôi vay tiền nè. Ủa cái gì? Tự nhiên không gặp một con thú cưng cái đầu thích quá cái đầu qua nhà tôi vay tiền, tào lao là sao? Đi mà trời ơi. Thôi không vay tiền nha bà làm gì có tiền bà trả tôi. Thôi khỏi đừng vay vậy đó. Đi làm ơn. Tôi xin ông á, trời xin luôn á, trời xin. Ủa mà con thú cưng có gì đâu bà thích dữ à? Nó đẹp lắm luôn á, trời ơi ông nhìn ông mê luôn á trời. Thiệt. Thôi rồi tôi sẽ cho bà mượn với điều kiện bà phải cho tôi nuôi chung chịu không? Vậy? Nuôi chung. Thì nuôi chung, ok thì nuôi chung. Trời ơi, rồi được rồi đi với tôi. Thật ra tôi không có tiền đâu nhưng mà tôi xuống dưới đây tôi mượn anh Vịt. Đi, mượn anh Vịt. Trời, anh Vịt là ảnh là nhà bác học mà ảnh có nhiều tiền lắm luôn á. Nè, đúng rồi, bà đâu có biết, bà hình như bà chưa có biết về căn hầm bí mật ở trong nhà tôi đúng không? Hình như đây là tôi nè, tới nhà mà. Đây là cái tủ lạnh của tôi nè. Bật cái tủ lạnh nè. Nó sẽ rơi ra một cái tờ giấy. Ok. Đây tôi chỉ nè. Bà nhìn ở đây coi, bà thấy có cái gì ở đây không? Không. Không đúng không? Nè bà để ý nè. Bà để ý nha, trên đây là nó không có gì đúng không? Rồi bây giờ nó sẽ mở một cái cửa ở đây nè. Đó, cửa tủ á, chúng ta bỏ cái lá thư vào trong cái cửa tủ nè. Thì nó sẽ mở cho chúng ta một căn hầm bí mật. Vào đây. Chào. Đây. Quẹt. Wow. Ủa, đi xuống đây, đi xuống đây. Tôi nghĩ là anh Vịt. Tôi nghĩ là anh Vịt đang ở dưới đây nè, anh Vịt ơi. Ủa. Đâu? Chết rồi, đâu? Bây giờ anh Vịt ảnh đi đâu luôn rồi, làm sao có tiền cho bà mượn để bà mua thú cưng đây? Khoan, bình tĩnh trời ơi, để tôi coi tôi... biết rồi, để tôi xem coi, không biết ảnh có để tiền ở nhà không, có gì tí nữa tôi mượn ảnh, từ để xem coi. Không có ta. Có cái rương nè. Ủa cái gì đây? Trong đây có một cái rương nè, rương có trong cái rương. Có thêm tờ giấy nữa. Có một cái rương nằm trong một cái rương, nghe nó kỳ quá ha. Vô lý quá mọi người ơi. Ok từ từ, ủa có tờ giấy nè, để tôi đọc thử coi. Cách nuôi rương. Ui. Cách đi nuôi rương. Trời, cái rương mà cũng nuôi được luôn hả? Nghe ghê vậy. Cái rương biết cái con á trời. Ủa, ê Sam ơi, vậy hay là bây giờ á mình khỏi mua thú cưng đi, mình thử mình nuôi cái rương này thử coi biết đâu nuôi cái rương. Trời, tôi muốn mua thú cưng, kim nuôi cái rương làm gì? Thì cứ thử đi, tại vì cái đây nè có một cái tờ giấy nó kêu là nuôi cách nuôi rương nè, hình như là nuôi được á. Nuôi sao trời? Thử không? Bà muốn thử không? Thôi mình thử luôn. Ok đây, đi. Bây giờ tôi với bà đi qua sân trường thử nuôi cái rương nữa coi ha. Ôi nghe lão à. Đi nhanh. Mà không biết nuôi vợ nuôi tầm bậy nó la cái gì nó ghê. Chết ông thì với tôi. Thì cứ thử đi, anh Vịt ảnh là nhà bác học mà ảnh cho mình tờ giấy này thì mình cứ thử thôi. Ok đi thôi. Ok anh em ơi, thì mình với lại là Sammy đã ra ngoài cái sân trường nè anh em. Đó, thì cái sân trường này là mình có thể là gọi là nuôi cái rương cái sân trường này được, tại cái sân trường khá là rộng rãi. Đó. Ok, rồi, giờ mình sẽ xem coi nó có những cái yêu cầu gì nè. Đầu tiên là hãy cho cái rương một chỗ ở. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xây một cái chuồng cho con cái rương này nó ở ha. Nghe vui vậy trời, xây cái chuồng cho cái rương nó ở. Trời phụ tôi xây phụ tôi coi, còn đứng đó nhìn nữa. Khổ quá. Mà xây dọc ngang nào lựa nó có đẻ con vậy? Sao tôi biết được? Ai biết được thì bà cứ xây rộng ra. Trời. Rồi, ok bây giờ mình sẽ nuôi Sammy. Ở trong đó, ai cho này? Ở trong đây tôi nuôi bà luôn. Ông nghĩ tao là thú cưng à? Không mơ không? Ok rồi, bây giờ mình đã có một cái chỗ ở cho cái rương này nè. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái rương vào nha. Đó, đặt cái rương vào nè. Ôi, cái rương này mà nuôi được luôn, nghe hấp dẫn chứ ta. Ok, đập tiếp nha. Quăng thuốc vào rương. Quăng thuốc vào rương. Giờ mình để cái bình thuốc nè. Hình như cái này cái bình thuốc này nè. Xa nha ông, lỡ nó bị thuốc độc tôi sợ lắm nha. Tào lao, đập nè.
Rồi, vậy là bây giờ cái thuốc đó là đang ngắm cho cái rương rồi. Ok, coi tiếp nào. Cho rồi, rương ăn. Nữa? Ok, cho rương ăn. Bây giờ là cho rương rồi, ăn. Rồi, tôi sẽ lấy thức ăn, tôi quăng rương. Rồi, ăn đi. Đó, cá nè. Ồ, phải từ, mình quăng lại phía trên của nó. Nào, rồi, ăn nè. Vậy? Ăn đi, bánh mì nè, thịt bò nè. Ok rồi, đó, bỏ cái rương. Đó, quá trời đồ ăn luôn. Ok, coi tiếp nào. Ăn gì đâu? Thì bà cứ đi em coi nó như thế nào mà hỏi tôi hoài. À, chờ nó phát triển. Ok, bây giờ tôi với bà đi ra canteen hay gì đó ngồi đi chờ cho cái rương nó phát triển. Trong tờ giấy nó ghi vậy đó. Đi đi đi. Nó tỉ mặt và yêu quái tôi giết ông luôn á. Thôi kệ nó đi, bây giờ tôi với bà đi đâu có chơi đi. Đi qua bên đây chơi đi. Đi đi. Thôi đi ăn đi, đói quá. Ờ đi ăn đi xong tí nữa mình quay lại. Nhầm nhầm nhầm. Trời bánh mì ngon quá. Nhầm nhầm ngon quá. Trời đói là ăn ngon. À trời ơi, không biết cái rương nó có phát triển chưa ha. Trời ơi, tôi cãi chắc với ông nên không ra gì đâu. Trời ơi, trời. Ủa sao bà lại nghĩ vậy? Biết đâu là cái rương đó mình nuôi được sao? Cái này là phát minh của anh vịt mà. Trời ơi, vậy ông nghĩ là cái nó có thể mọc được tay chân nó đi như con người á. Ủa các bạn ơi, cái bà Sammy này bà không tin. Kìa các bạn ơi, các bạn coi video của mình chắc các bạn cũng biết anh vịt là một nhà phát minh vĩ đại đúng không? Anh vịt làm cái gì cũng được hết luôn á bà. Tưởng nhưng mà cái này nó hơi lý quá. Ôi nhìn kìa, đi qua đây. Tôi mới thấy gì đó kìa. Gì vậy? Ôi cái rương nó chân mọc tay rồi nè. Oh my god. Thiệt hả? Ui nè. Nó mọc tay mọc chân rồi nè. Ủa nó có đi được không ta? Nó có đi được không ta? Từ từ đứng yên coi. Ui nó còn quay lại nữa kìa. Nó có đi được không vậy? Từ từ đứng yên coi nó có đi không. Đi đi con. Đi thử với con. Rồi xong. Tôi biết nó không biết đi mà. Trời ơi. Nó nhưng đi mà nó được. Nó chân mà. Nó... Ui kìa nó đi kìa. Ôi ghê chú trời anh em ơi. Cái rương nó mọc tay mọc chân rồi nó biết đi luôn. Wow. Thấy chưa, anh vịt của tôi là số 1 phải không? Anh vịt của tôi trái tạo này. À được rồi, bây giờ mình cho nó ăn thêm đi, biết đâu mình cho nó ăn thêm nó phát triển bự hơn sao. Nè, trái cây nè. Đó nè, sushi nè, thịt gà luôn nè. Ăn đi con. Ăn đi để phát triển cho con. Vậy. Ông cho nó ăn đúng thức hay sao vậy? Trời ơi, thịt gà đâu ghê vậy? Trời ơi. Mình lần đầu tiên tôi thấy một cái rương mà nó mọc tay mọc chân nó đi được luôn á. Thế nên mình phải cho nó ăn đó. Đi biết đâu nó đẻ con cái mình đem mấy cái rương con của nó mình đi mình bán, mình kiếm tiền bán thú cưng rồi, hiểu không? Trời vậy luôn à. Trời ừ trời anh em ơi, trời thấy chưa Sammy, bà thấy chưa thì anh dịch của tôi là nhà phát minh vĩ đại mà, ghê không? Rồi ok con, trong đó có ăn thoải mái nha con. Bọn anh đi ra ngoài đây tí, bọn anh quay lại nha. Trời thích quá à. Cái rương nó có chân có tay luôn anh em ơi, thích quá. Ok các bạn ơi, trời anh em biết gì không, anh em biết gì không, anh em nhìn kìa, trời ơi bọn nó sinh sản ra đầy luôn anh em ơi, đầy một chuồng luôn, ghê quá à. Cái gì đâu mà ghê, mà nhìn đi bọn nó dễ nhìn thương lắm không, trời cái mặt nó sao nhung kìa, nhìn mặt luôn kìa, gớm quá à. Trời ơi nhìn bọn nó dễ thương ghê luôn á, để đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.100 một tỷ một con, trời quá trời luôn, quá trời luôn. Ê nhìn nó ghê quá, cái nào nó đánh mình vậy? Nó không đánh mình đâu, nó tôi là chủ nhân của nó mà làm sao đánh tôi được. Trời ơi mấy cái con của ta, ta thương cái con quá. Thấy nó dễ thương không? Ghê gì mà ghê. Cái đống rương này nè mà mình đem bán mình cũng được quá trời tiền luôn á. Đây từ để tôi thả nó ra nha. Ồ trời ơi mấy đứa con của ta ra đây đi nào. Tôi thì có hình như hồi nãy tôi lỡ tôi quýnh một con cho nên bọn nó dí cả bầy heo nó chơi hội đồng tôi luôn. Trời ơi, không thấy chưa? Có cái cửa, có cái phòng nè. Vô đây, chúp vô đây. Vô đây Sam, nhanh lên. Tôi không vào được. Ôi, đưa quýnh Sam kìa. Vô đây. Ôi, mày quá. Ôi, trời ơi, các bạn ơi, mình đã vô tình tạo ra quái vật rồi anh em ơi. Trời là trời. Bây giờ sao đây, sao mà thoát đây trời? Bây giờ làm sao, bây giờ thoát sao được đây, nó đánh một mình chết luôn á. Ủa sao mà đâu rồi? Trời ơi. Đây, tôi đây. Bà có điện thoại không? Hay gọi cho anh vịt lên cứu mình đi. Người tôi không có gì hết ngoài cái xương xác này nè. Ui, sao thăm lại đây, sao đây. Nhìn đây. Ui, trên đây có súng nè. Ui. Lấy đi. Bà đưa cây đó cho tôi. Bà con gái, bà cầm cây đó sao được. Đưa cây đó cho tôi. Mấy con quái này chuẩn bị chết tụi mày với tao rồi. Chạy ra. Tụi mày đánh tao hả? Đánh tao. Nạp đạn vô trời, quên nạp đạn. À mấy con quái này. Chết nè. Đỡ nè. Chết đi. Mày nè. Ủa Sam ơi, mày đâu rồi? Ủa bà Sam bắn chạy, mày chạy đâu rồi? Mày nè. Trời ơi mấy con quái này dữ quá. Mày nè. Ôi, tụi mày lại đây. Lại đây, tôi sẽ cho tụi mày ăn đại liệt. Hết đạn rồi.
Ôi trời ơi, chơi còn đạn không ta, còn đạn mình phải quay lại mình kiếm đạn nè. Ủa rồi rồi, bà Sammy phải chạy đâu mất tiêu rồi trời. Ôi chạy vô đây, giờ chạy đây đóng 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 cửa lại. May may quá, còn đạn, còn đạn à. Tụi mày ghen tụi mày tấn công tao hả? Tấn công tao đi, tấn công tao đi. Tụi mày ghen lắm, lại đây tao sẽ tiết kiệm đạn. Lại đây. Ồ, còn hai con đây. Lại đây. Ôi chết luôn. Rồi, mấy con này đứng lại coi. Tao sẽ không cho tụi mày tung hoành cái ngôi trường của tao đâu. Đứng lại. À, còn con mày rồi. Nãy mày đắp rồi. À, ra đây. Ra đây mày. Ra đây. Rồi, chết luôn rồi. À, còn vài con. À, tụi mày dám trốn hả? Tụi mày sẽ chết tụi mày với tao. Ngon lại đây nào. Hây. Cha. Con kia đâu? Cha. Chết luôn đi. Chết này, trời. Rồi, còn một con nữa. Chết này. Trời ơi. Ok. Rồi, giết được hết bọn nó rồi. May quá. Rồi bà Sammy bên kia bà đánh phụ mình, bà chạy nó tiêu luôn rồi trời. À, chắc là bà dụ mấy con đó chạy ra ngoài đường rồi, trời ơi trời. Không biết bà có đánh lại mấy con đó không đây. Ok. Và bây giờ mình nghĩ là mình phải đi tìm bà Sammy đây. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Mình nghĩ là mình kết thúc video đây để mình đi tìm bà Sammy đi. Bà chạy nó mất tiêu, bà sợ mấy con đó mà bà trốn luôn hay sao á. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube có thành viên trong team Hero của bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, chính là Kaidon TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nữa nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nói. Rồi bây giờ mình phải đi kiếm bà Sammy đây, trời ơi trời. Bà cũng là con gái mà bà sợ mấy con đó rồi, đúng rồi. Ok, thôi mình phải đi kiếm bà ra.